my little sister. Hi, my name is Elise, and I am 7 years old. My dad's Vietnamese and cannot speak Chinese. My mom is Chinese and can only speak a little Chinese. Mom and dad can both speak Vietnamese. We've been learning our PCLC since last summer. We have learned Vietnamese, Mandarin, and Cantonese. In Chalky, Lee, Gong, Dun, Lap, Ling, Dun, Dai, Cat, Gong, Chin, Toy, Taylor, and Mga, Chok, Gong. In Chalky, Lee, Gong, Dun, Lap, Ling, Dun, Tan, Tan, Gong, Bay, Toy, Lap, Bo, Gong, Lan, Yo, Vietnam, Gong, Lip, Nan, Chin, Tao. Mẹ cho con là nhờ chào Biết nói chúc chúc thời Ba mẹ nói tiếng Việt Ta cho bảo Hóa cho lời chúng ta chỉ Hóa cho sợi Chứ sư hóa tâm mê mê Ta cho hảo Hóa cho lời chúng ta chỉ Hóa chi sợi Hóa cho ba bà sư rất là mến Phụ huệ cho Trung văn Hóa cho ma mạ sư Trung quả văn Ta huệ cho Cái cốc hổ nhỏ kêu lên trong cái cốc nhỏ cổ sấy. Cái cốc hổ nhỏ kêu lên trong kinh tâm nhỏ chất sấy. Nhỏ bà bắt thê dệt nằm nhận. Nhìn thích con chân mạng. Nhỏ mà ma hay Trung Quốc dành xích con xíu xíu chân mạnh và bác nhỏ và bác mà ma cọt con Việt Nam phố Thank you for listening. Goodbye. Goodbye. You see, because when I say chào các bạn, but when he say chào cô, everybody, chào cô, chào các bạn, you and her friend.